Thưa quý vị, đến thăm và chúc mừng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An nhân kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vào sáng nay, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đánh giá cao nỗ lực của Mặt trận Tổ quốc tỉnh trong chương trình vận động hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo khó khăn giai đoạn 2023-2025 trong khắc phục thiên tai cũng như nhiều đổi mới trong hoạt động của Mặt trận Tổ quốc các cấp. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu cũng đề nghị Mặt trận Tổ quốc cần tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò tập hợp sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực sự là địa chỉ tin cậy, là mái nhà chung đoàn kết, đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, là cầu nối giữa nhân dân với cấp ủy đảng, chính quyền. Đồng thời, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên tiếp tục phát huy vai trò giám sát, phản biện, tranh thủ ngoại lực, phát huy nội lực để vận động người dân tham gia vào các hoạt động kinh tế xã hội, góp phần thực hiện thành công các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội đã đề ra. Trên cơ sở đó, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng mong muốn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh sẽ tiếp tục tổ chức các hoạt động bám sát các nội dung trọng tâm đã đề ra để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của nhiệm kỳ.